Cá mập da beo là loài cá mập hiền nhất, dễ thương nhất. Bằng chứng là khi thấy các thợ lặn thì chúng sẽ bơi đến chào hỏi và đòi chụp ảnh chung. Chưa kể, bọn mập này còn sống đúng tinh thần ngày ngủ đêm chơi vì chỉ hoạt động về đêm. Còn ban ngày thì trong vùng phủ chăn ngoài vùng phủ sóng.